Xin chào các bạn, mình đang tiến về ngôi chùa Wat Chai Mit tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ngôi chùa này còn có tên là chùa Phật Vàng vì nơi đây có một pho tượng Phật Thích Ca được đúc từ 5,5 tấn vàng, là vàng thật nguyên khối luôn nha các bạn. Vừa tiến vào cổng chùa, đoàn nhà mình đã ghé qua một căn nhà nhỏ để mọi người đến đây thỉnh những mặt dây chuyền có hình tượng Phật và nhờ những vị sư ở đây làm phép đọc kinh cầu phúc. Và mình đã được phát một tấm vé với giá là 100 bạc Thái, tương đương với khoảng 70.000 đồng để lên tham quan bức tượng Phật vàng nằm ở trên lầu 3 của điện thờ này. Các bạn lưu ý, tại tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà là nơi lưu giữ những tư liệu lịch sử. Các bạn đến đây nhớ ghé tham quan, do mình không biết nên đã bỏ sót hai điểm này. Lên đến lầu 3, các bạn sẽ thực hiện những nội quy bắt buộc trước khi bước vào diện kiến pho tượng. Bỏ dép, cởi mũ nón, không đeo kính đen, không hút thuốc, không ăn uống, không gây ồn ào. Đặc biệt là không được quay phim, chỉ cho phép các bạn chụp ảnh. Chấp hành được, không được quay phim nữa. Dạ, chụp hình thôi ha. Phía trước mặt các bạn chính là pho tượng Phật vàng cao gần 3,1 m. Chiều ngang từ đầu gối này đến đầu gối kia là 3,91 m và có trọng lượng là 5,5 tấn. Được làm từ vàng nguyên khối và được ghép từ 9 mảnh lại với nhau. Độ tinh khiết của vàng là 40% từ dưới lên tới cổ, 80% từ cầm lên tới trán, 99% cho tóc và phần nút ở trên đỉnh đầu. Về nguồn gốc của pho tượng thì chưa được xác định chắc chắn, nhưng nhìn hình hài gương mặt của Đức Phật thì mọi người cho rằng tượng có từ triều đại Sokhothai vào khoảng thế kỷ 13-14. Do chiến tranh liên miên với Miến Điện, để bảo toàn cho pho tượng tránh bị đánh cắp nên mọi người đã tiến hành phủ lên một lớp thạch cao và cho sơn màu. Chính nhờ vì vậy, bao lần quân Miến Điện tràn vào cướp phá mà pho tượng vẫn còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát. Đến cuối thế kỷ 18, sau khi vua Gama I lập ga Bangkok, ông đã cho xây dựng rất nhiều ngôi chùa tại đây và ra lệnh di chuyển tất cả những pho tượng quan trọng từ phía Bắc về Bangkok. Vì lo sợ những pho tượng này sẽ bị hư hại do khu vực phía Bắc an ninh chưa ổn định, thì trong số những pho tượng được di dời đó, có pho tượng Phật vàng này trong hình hài vẫn còn chắc giữa bao bọc. Khi đến Bangkok, pho tượng được đặt tại chùa Wat Raya Krai dưới thời của vua Gama III. Một thời gian dài sau đó, ngôi chùa này bị đổ nát. Pho tượng một lần nữa được di dời đến chùa Wat Chai Mit vào năm 1935. Sư trụ trì của chùa Wat Chai Mit có ngỏ ý gửi pho tượng đến các chùa khác nhưng không ai nhận vì kích thước khổng lồ và bề ngoài quá đơn giản. Vì vậy, sư trụ trì đã giữ lại và xây một điện thờ để gìn giữ pho tượng. Vào ngày 25 tháng 5 năm 1955, khi di chuyển pho tượng này đến tòa nhà mới của ngôi chùa thì vô tình dây cần cẩu bị đứt, khiến cho pho tượng bị rơi xuống để lộ ra những tia sáng lấp ló. Sau đó lớp giữa thạch cao được tháo bỏ, một pho tượng bằng vàng nguyên khối đã hiện ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Và có một chiếc chìa khóa được tìm thấy ở phần đế tượng để tháo rời pho tượng ra làm 9 phần, rất thuận lợi cho việc di chuyển. Vào năm 1991, Tổ chức Kỷ lục Thế giới đã công nhận đây là pho tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới. Để xứng đáng với giá trị của pho tượng, đến ngày 14 tháng 2 năm 2010, một tòa nhà lớn hơn đã được khánh thành tại chùa Wat Chai Mit
để thờ pho tượng Phật vàng cho đến ngày nay. Đây được xem là một báu vật của Vương quốc Thái Lan và nền Phật giáo thế giới. Xin mời các bạn hãy đến chiêm bái. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.